Chào anh chị ạ, bài hôm nay là mang tính chất là chia sẻ ngắn điểm danh những cái tuổi mà xung khắc với tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thì cứ không phải là Thìn hoặc Tuất hoặc Sửu hoặc Mùi nằm trong bộ Thìn Tuất Sửu Mùi là cứ xung nhau tứ tung đâu mà nó chỉ xung hình hại phá những tuổi sau đây. Thứ nhất là xung tuổi Tuất, hình là hình Thìn, hai tuổi Thìn với nhau là tự hình với nhau, tức là kết hợp làm ăn hoặc là trao đổi một cái việc gì đó thì nó sẽ thường xảy ra những cái mâu thuẫn, nó hình hại nhau. Xung hình hại, hại thì hại tuổi Mão, tức là tuổi Mão với tuổi Thìn về lâu về dài thì nó không được hợp cho lắm. Tất nhiên là nó phải tùy mối quan hệ rồi, có những cái mối quan hệ nó thân thiết đến mức nó vượt qua được cái hình xung hại phá thì chúng ta cũng phải hiểu nó là như vậy. Hình xung hại rồi, còn phá tuổi Thìn thì phá tuổi Sửu. Quả thực Thìn với Sửu là có một mối quan hệ là phá nhau, nhưng mà nếu mà phân theo tiêu chí mà nặng nhất ấy, thì sẽ là tuổi Tuất là xung khắc xung thôi. Thực ra bộ Thìn Tuất Sửu Mùi là chỉ xung chứ không khắc, tại vì Thìn Tuất Sửu Mùi là đều là thổ, còn Tý Ngọ hoặc là Mão Dậu thì là vừa xung vừa khắc. Ở đây anh chị hiểu là xung tức là xung theo cái thế của nó, ví dụ như Thìn là nằm trong cái bộ của Dần Mão Thìn là Đông Phương Mộc, còn Tuất là nằm trong cái bộ Tây Phương Kim Thân Dậu Tuất, thì tức là đấy nó xung là nó xung kiểu thế. Hoặc là Tị Ngọ Mùi hoặc là Hợi Tý Sửu, Tị Ngọ là nó xung khắc giữa thủy hỏa, và tiếp theo là nó địa chi nó cùng dương hoặc cùng âm thì nó xung nhau, tức là nó như hai cái luồng điện. Thì điểm danh một chút thì sinh năm 1964 Giáp Thìn là mệnh hỏa sẽ xung khắc nhất với đối với những tuổi, ví dụ 1958 là Mậu Tuất này, ngũ hành là Mộc, Giáp Thìn và Mậu Tuất tức là thiên khắc địa xung, Giáp với Mậu là xung nhau, Thìn với Tuất là xung nhau rồi. Tiếp theo là Giáp Thìn và Canh Tuất, ở đây là Canh Tuất thì mạng kim, hỏa khắc kim. 1982 là Nhâm Tuất, ngũ hành là thủy, thủy khắc hỏa, vừa xung khắc về mặt địa chi vừa xung khắc về mặt ngũ hành cũng rất là bất lợi, về lâu về dài nói chung là không 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 kết hợp nào ăn được. Tiếp theo 1994 là Giáp Tuất thì xung khắc nhau về mặt địa chi và ngũ hành thì đều là hỏa, thì đây là những cái tuổi mà nói chung là ảnh hưởng nặng nề nhất, không nên kết hợp làm ăn đối với tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Một vài chia sẻ ngắn gọn như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.